sắp sinh nhạc vui quá vui, tiếng cười mừng uyên ương xanh đôi, lẽ ra ngón tay trong tay chiếc nhẫn sinh kết duyên đôi mình, cả hai họ đều tươi như hoa thật rộn ràng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vinh quang tài sản đình dành cho chúng tôi. Tôi đã trải qua một quãng đường không quá là xa xôi, thì giờ đây vâng chú rể vâng cùng nâng đơn chúc phúc quán của vâng cầu diệp trở về đến đây. Và các thầy chú rể đã cười rất là tươi, anh hát bài chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Và xin kính mời quý thể và các bác mấy yêu trên mặt đất thay theo của chúng ta. Chúng ta nhanh chân đẹp bước trở về với khán phòng đẹp thân thương của gia đình. Và chính thức chọn chỗ ngồi như ý tuyệt vời nhất cho buổi trưa ngày nay. Và sau đó cùng các bạn gặp hạnh phúc tình yêu sẽ tổ chức trận mẹ với chương trình đại lễ thành hôn chúc mừng phút cho đẹp trong buổi trưa nay, được trăm năm hạnh phúc trọn đời thủy chung với nhau. Và giờ đây hai ngôi sao sáng nhất của chúng ta, họ đã nắm tay nhau và chuyện là trở vào với trần công nhà để thắp những nén hương tái chúc gia tiên và phá nhất của đường cả đại gia đình nhà chúng tôi. Trao tặng cho chị mình thú vị cho mọi người, xin được cảm ơn rất nhiều. Sau đó là với một tình cảm rất là quý vị, có lẽ xin được cảm ơn rất nhiều những tình cảm món quà của các em trong buổi hôm nay. Và cũng để liên tục chương trình ngay này không phải để quý vị phải chờ lâu, tôi xin kính mời với món quà của anh chị Long Mai, vâng cũng sẽ trở về sân khấu để có món quà trao tặng cho cô dâu và chú rể, xin được kính mời. Vâng, quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn đi quý vị ơi, một tràng pháo quý vị bây giờ. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều một món quà của chị Long Mai trong buổi chương ngày hôm nay. Cũng đã trở về sân khấu để đong đầy và có món quà tuyệt vời trao cho cô dâu và chú rể. Thế giờ đây, vâng, với những chương trình trao quà, vâng, cũng đã diễn ra được cả thành công và tốt đẹp. Tôi lại xin được kính mời hai cô sao sáng nhất của chúng ta lại tiếp tục nắm tay nhau về hai chiếc ghế danh dự tuyệt vời nhất trước sân khấu. Và cùng những làm chương trình, tôi sẽ tiếp tục tổ chức trọn vẹn với chương trình đại lễ hôn dành cho cô dâu và chú rể. Kính thưa quý đại biểu và kính thưa quý vị quý khách các bên, đúng thật vậy, từ lịch sử loài người, mỗi con người chúng ta ai cũng vậy thôi. Chúng ta sinh ra và lớn lên đều mong muốn mình có một mái ấm gia đình, tình yêu cho hạnh phúc. Đặc biệt trong buổi trưa ngày hôm nay, trai khôn đã được dựng vợ và gái ngoan cũng đã được gả chồng. Và tình yêu vợ chồng đó là hai chữ thiết tha, đó là tạo hóa sinh ra để gọi trai khôn dựng vợ và gái ngoan gả chồng. Và ngay lúc này thì toàn thể quý vị khách quý bà con bác trên mảnh thân quê, các quý vị đã trở về đây dành nghĩa nặng tình sâu chúc mừng hạnh phúc đôi trong buổi nay, được trăm năm hạnh phúc trọn đời vì cho nhau. Và giây phút này cũng không phải để quý vị phải chờ đâu nữa, xin mời tới quý vị mình yêu, chúng ta tiếp tục mời nước mời thuốc vào chầu và hướng lên với sân khấu nhỏ thân thương của đại gia đình nhà cha chúng tôi. Và giờ đây tôi vừa nhận được với một lá thư yêu cầu rất đặc biệt từ bác trưởng đàn đại diện cho nhà trai, và mong muốn lẽ giọng ca và tiếng hát của anh Ngọc Huấn, vâng là cũng là một người con mến yêu sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương xã Phúc Tuấn Đức Dấu. Ngay lúc này anh sẽ trở về với sân khấu để mang những lời ca tiếng hát của mình chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể, xin được kính mời và kính mời. Vâng, xin quý vị hãy tạm ứng cho anh Ngọc Huấn của chúng ta một tràng pháo tay thật lớn ạ, một tràng pháo quý vị, vâng cảm ơn quý vị rất nhiều. Mang tên công trình là một sáng tác của Ngọc Sơn, mời quý vị cùng nghe.
nhớ nhé em. Trong buổi tối ngày buổi chiều hôm nay, các bạn đã trở về với sân khấu và mang với một vũ khúc sôi động tuyệt vời để chúc mọi phút cho cô dâu và chú rể được chăn ấm phúc trọn đời thủy chung nhau. Khi được biểu kính thưa quý vị, quý khách quý mến, cứ như vậy hát cho hai bạn yêu nhau, để rồi hát cho hai bạn chung tình, hát cho tình cảm riêng mình, hát trẻ đang có tâm tình đến đây. Muốn xin được cảm ơn tình cảm của anh rất nhiều. Kính thưa quý đại biểu, kính thưa quý vị, quý khách quý mến, biết thật vậy, con nam con nữ thì mới lên xuân, mà con nhà trai nhà gái thì mới thêm phần thông gia. Mà nhà gái vừa phát biểu rồi, nhà trai đại diện đỡ lời giam câu để cho bên rể bên dâu, để cho họ ta được về lâu về dài. Và giây phút này xin kính mời một vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà trai sẽ trở về với sân khấu để có đôi lời phát biểu, đôi lời cảm ơn ác trên mảnh đất quê, và bác cũng có đôi lời căn dặn cô dâu và chú rể trước toàn quý vị trong buổi chiều nay. Xin được kính mời. Tràn đầy phúc của mọi mong muốn trong gia đình được ví. Kính thưa các cụ, cô, các bà, quy luật của xã hội, sự sinh tồn của lúc sống ngoài mà tự nhiên từ trước tới giờ không bao giờ bỏ được, là
trai lớn thì phải lo, một gái lớn thì phải lo chồng. Trong cái trường hợp này thì trong đó có Lâm và Nhật, có hai cháu trên con đường công tác với nhau và đã tìm hiểu. Đầu tiên là kết bạn, sau là được sự giúp đỡ của bạn bè, cơ quan, đoàn thể, đã trở nên gắn kết tình yêu, không gắn kết tình yêu xong, quyết tâm xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc, tràn đầy năng lượng. Vậy cho phép tôi được cảm ơn các cụ, các bà và các cô bác đã đến từ buổi lễ tân hôn này thật vui vẻ và sự động viên trong gia đình chúng tôi. Chúng tôi rất phấn khởi và xin lời cảm ơn. Trước khi từ lời, tôi cũng xin mời các cụ, các cô, bà con, cô bác đã có lòng nhiệt tình, không quản ngại thời gian xa xôi, đã đến từ buổi lễ tân hôn này. Tôi xin cảm ơn. Dạ vâng, con xin được rất cảm ơn rất nhiều tấm lòng của vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình trai chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Bậc biệt là bác đã trở về với sân khấu để có đôi lời phát biểu, đôi lời cảm ơn hát trên bài thân quê đã trở về đây cùng chung vui chúc chúc hạnh phúc cho cô dâu và chú rể được cho hạnh phúc trọn đời tùy chúng nhau. Vâng, rất ngắn, rất gọn và cũng rất đầy đủ nghĩa, đó là yêu nhau thì cho trở vội về, một trong chỗ này ta kêu cho bằng. Và cũng từ lời phát biểu của trò đại diện cho gia đình nhà trai đã công nhận từ nay tôi trẻ sẽ được sửa chung hai buổi cầu ao, quần ngọc dập em bước vào đầu quả sóng, bóng đất lao sau cánh bèo lay động, bóng trăng thẹn thùng lặn xuống đáy sâu sâu. Và cho phép nhà tôi cũng xin được kính chúc cho hai gia đình dân tộc hai miền tây quê, đó là xã An Tiến, huyện Biến Đức, thành phố Hà Nội và xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Sương, thành phố Thái Bình. Vâng, là trong buổi trưa ngày hôm nay với một tình đoàn kết mãi mãi xanh tươi và đời đời bền vững với quả ngọt thơm nồng và sớm có con rồng cháu tiên, một lần xin được cảm ơn tình cảm của bác rất nhiều. Kính thưa quý biểu và kính thưa quý vị quý khách cả thân mến, và giờ phút này thì cho phép anh em ban nhạc hạnh phúc tình yêu của chúng tôi một lần xin được bàn phép thay mặt cho gia đình, bàn phép thay mặt cho tân chú rể và cô dâu xin được cảm ơn rất nhiều tới những ân tình của toàn thể bà con cô bác trên mảnh đất này quê. Các quý vị đã không quản ngại đường xá xa xôi đã mang về đây những tình cảm mộc mạc chân thành, tình cảm thương con và tình cảm với cháu để cùng chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể được thành công và tốt đẹp. Và xin được cảm ơn rất nhiều tới ban nhạc hạnh phúc tình yêu, tới các ca sĩ và nhạc sĩ cũng đã mang những lời ca tiếng hát để chúc mừng hạnh phúc đôi bên và để rồi em về bên ấy làm dâu, làm con bốn họ sao cho vừa đồng, kính chân nhường dưới nhẹ nhàng nghe em, vợ chồng ăn ở với nhau, yêu nhau mãi mãi chẳng phai giờ. Xin được kính chúc cho bạn luôn tươi như hoa cúc, hạnh phúc như hoa mai, tương lai như hoa đào và rạng rỡ như biển cả, tươi như hoa trên lá, đẹp như đá kim cương, có sức mạnh phi thường trong tình yêu và trong cuộc sống. Cũng là chúc cho hội cưới hôm nay ra về vui vẻ vô cùng cảm thông. Chương trình văn nghệ của chúng tôi còn rất dài, nhưng xin khép lại một vài đám sau. Người thân quê ở đường về, con con họ bốn bề phương, thần kết hôn xin được nhường lại gia đình cô dâu và chú rể. Và xin mời cô dâu chú rể hãy đứng dậy, vâng đặc biệt là nắm tay nhau, trở ra với kính cầu hoa để đón tất tình cảm và cố gắng cứu sống xa đã trở về chúc mừng ngày hôm nay. Dạ vâng, xin kính thưa quý vị quý khách gần đến. Và giây phút này thì các anh em ban nhạc và những tình yêu của chúng tôi cũng xin được gặp lại thay mặt cho bác trưởng đoàn đại diện cho hai hoa bằng ngọc bên trong buổi hôm nay. Thì có lẽ giờ đây gia đình nhà trai chúng tôi cũng đã sửa soạn với mâm tiệc tuyệt vời nhất trong buổi trưa ngày hôm nay để đón nhận đoàn đại biểu lên đường đi đến cô dâu cũng như gia đình nhà gái sẽ trở về với chiếc sân khấu và chúng ta sẽ dự bữa cơm thân mật tuyệt vời nhất dành cho cô dâu và chú rể trước tân vị trong nay. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều.